Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Người làm tổn thương bạn, họ nghĩ gì về bạn? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp của trải bài rất là nhiều. Bạn cảm nhận cái thông điệp nào phù hợp với năng lượng của mình thì các bạn hãy tiếp nhận ha. Sau đây là trải bài của các bạn. Trải bài dành cho các bạn muốn tìm hiểu những cái suy nghĩ của người làm tổn thương các bạn khi xưa, ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Đầu tiên các bạn có lá 5 ly Five of Cups. Kế đến nữa là các bạn có lá Four of Coins, lá 4 tiền. Và tiếp theo nữa là các bạn có lá Nine of Coins, lá 9 tiền. Cái người làm tổn thương đã nghĩ gì bạn ở trong quá khứ? Lá bài 5 cúp này đại diện cho sự mất mát. Họ thấy bạn đang sống trong chìm ngập trong đau buồn, lấn át đi tất cả những cái chi tiết khác, bởi vì cái thời điểm đó có một sự đau đớn rất là tột cùng. Khi mà lúc đó bạn chỉ nhìn vào những cái mất mát ở hiện tại mà bạn quên rằng còn những cái điều phía sau rất là nhiều. Và có thể là bây giờ tâm hồn của bạn đã được chữa lành thanh thản rồi, bạn có thể nhìn thấy tất cả con đường đi của mình là gì rồi. Nhưng lúc đó cái cảm giác nuối tiếc, cảm giác bị từ chối và cảm xúc liên quan thông điệp rất là mạnh về cái sự mất mát của bạn. Nó có thể là tiền bạc hay mối quan hệ. Và ở một số người có cái tình trạng là các bạn đang rất là sống hạnh phúc với người yêu của mình, nhưng sau đó có một cái người yêu trước kia của họ xuất hiện và họ lại quay trở lại với người yêu cũ. Điều này làm cho các bạn rất là đau buồn. Nhưng mà cái vấn đề các bạn trả họ về với cái nơi mà họ yêu thương, nơi họ cần nhất, không phải là mình. Bạn rất là đau lòng. Nhưng mà cái việc đau lòng này giúp cho bạn càng học hỏi được một cái câu chuyện là chúng ta càng đấu tranh để giữ những gì mà chúng ta đã có và biến mất theo người khác thì chúng ta càng đau khổ thôi. Bởi vì nó là một lá bài làm cho các bạn rất là tan nát cõi lòng. Sự mất mát này sẽ mở ra khả năng cho các bạn phát triển. Nó khởi đầu một cái thay đổi rất là lớn. Nó gây ra tổn thương cảm xúc ở bạn khi bạn luôn chống đối cái mọi đổi thay. Khi bạn chấp nhận nó một cách đúng nhất, bạn thuận theo cái tự nhiên, thuận theo cái chuyện gì đã xảy ra phải xảy ra, bạn biết buông tay, thì khi đó là chúng ta đã khó khăn khỏi những cái cảm xúc rất là tiêu cực này. Mà may mắn cái lá bài này ra ngược á, thì rất có thể là bạn vừa trải qua một cái giai đoạn khó khăn. Tin tốt về việc phục hồi của bạn đang ở giai đoạn rất phát triển tốt. Do đó các bạn hãy tiếp tục tiến lên, đừng để bản thân mình mắc kẹt với những điều đã qua. Họ nghĩ gì kệ họ các bạn, không quan trọng mà. Họ chỉ thấy mình là cái nạn nhân đau buồn, chứ họ thấy mình không phải là cái kẻ ác, mà họ thấy mình là cái nhân vật rất là đáng thương và tội nghiệp. Bởi vì họ là gây tổn thương cho bạn. Họ lừa dối tình cảm của bạn để đến với người khác mà họ thương hơn. Và rất có thể một số bạn đã tìm thấy được cái mối quan hệ tình yêu hạnh phúc sau này rồi, bởi bạn không có cố gắng lao vào một cái vòng xoáy tình yêu với một người không phù hợp nữa. Và ngay cái thời điểm này họ vẫn nghĩ các bạn là giống như một cái người rất là cứng đầu, đang cố gắng là ngăn chặn mọi hành động và hướng đi của người đối diện, tức là họ chống đối cái sự xuất phát, bởi vì bạn luôn luôn muốn là giữ lại cái mối tình cảm đó và duy trì cái quá khứ, duy trì cái những gì bạn đang có. Họ nghĩ bạn là muốn né tránh những cái thay đổi, trong khi đó những cái thay đổi rất cần thiết cho bạn để bạn bước tiếp vào mối tình khác. Tại sao bạn cứ giữ lại cái mối quan hệ này hoài? Bạn bám sát hay những cái điều quen thuộc hàng ngày và quá khứ đã qua, mà bạn biết chắc là cái đây không phải là cái phương án tốt nhất dành cho bạn. Và họ hy vọng là bạn phải cần á, bởi vì xác định ra ai cũng có muốn có cuộc sống tự do riêng hết đó, ngay cả bản thân bạn và họ. Do đó bạn hãy để cho mọi thứ nó ra đi một cách rất là vui vẻ. Hãy để cho mọi thứ mà vượt cái tầm kiểm soát của mình đó, được ra đi, bạn buông bỏ. Lá bài này cũng khuyên các bạn đó, phải nhận thức rằng cái việc mà các bạn muốn kiểm soát một ai đó là cái điều không có thể xảy ra được. Chúng ta sống trong một cái thế giới này giống như là những người đơn độc giữa đại dương mênh mông gì đó. Ai mà quản lý hoặc sở hữu sức mạnh của người khác? Cách duy nhất để không có chìm liễm trong cái cuộc hành trình cuộc đời này là các bạn phải tự đứng lên, tự vượt qua những khó khăn của mình. Hãy thuận theo những tự nhiên và thay đổi cần thiết.
Và nếu như bạn không có tiến lên phía trước thì chắc chắn bạn sẽ dậm chân tại chỗ và bạn phải chìm nghiệm, bạn chìm trong cái cảm xúc tiêu cực của mình. Ngay cả thời điểm này, trong mắt họ bạn vẫn là một cái người mãi mãi bám víu vào cái gì đó không thuộc về mình, không có lành mạnh, cái mối quan hệ nó thực sự không có tiến triển gì mà bạn cứ bám víu mãi hoài. Bởi vì có những cái lo lắng của bạn về tình cảm khiến cho bạn không có được an toàn, khiến cho bạn không có muốn vươn lên, quên đi cái nỗi sợ và lo lắng này. Mình biết ngay cái thời điểm này, cái nỗi sợ hãi và ngần ngại về tình yêu nó khiến cho bạn cảm thấy rất là lo sợ. Bạn cảm thấy là bạn muốn gặp người kia lại quá, bạn bị lụy tình. Cái điều này không có điều là không có tốt bạn. Trong một tình yêu đích thực, mọi cặp đôi phải luôn dành cho nhau là không gian riêng nè, để người kia không được bao giờ kiểm soát người còn lại dù bất cứ lý do gì. Tất cả các bạn phải tạo nên cái giá trị thực sự cho nhau, đem đến sự thoải mái vui vẻ ở bên cạnh nhau. Hãy nhớ là mình phải tin tưởng 100%, chỉ cần 10% không tin tưởng thì chắc chắn cái mối quan hệ của các bạn sẽ đổ vỡ. Lá bài cũng khuyên các bạn hãy từ bỏ cái cảm giác lo sợ bối rối này, các bạn hãy bước chân mình ra khỏi vùng an toàn. Các bạn phải nhớ rằng cái tình yêu đích thực nó không có rơi trên trời rơi xuống, mà các bạn phải cố gắng nỗ lực. Khi mà các bạn phát triển bản thân mình đủ đẹp, đủ tốt, đủ tích cực thì cái thu hút những gì mình nghĩ bên trong đó, nó sẽ thu hút các bạn. Khi các bạn cứ ủ rũ vậy hoài, những cái ủ rũ tới mình hoài à. Do đó các bạn hãy sống vui hơn. Đây là cái lúc các bạn phải nghiêm túc nhìn lại cái gì làm cho bạn sợ hãi, cái gì mà làm cho bạn bám víu vào đó không dính líu chính là một cái hình thức để giải thoát các bạn ơi. Hãy mở lòng với thay đổi, vì thay đổi sẽ diễn ra không ngừng. Và hãy bắt đầu từ ở nơi bạn, nơi chính cái trái tim mình, nơi nội tâm mình cần thay đổi nhất. Và tiến tới khi các bạn hiểu được bản thân mình, thì ở tương lai, bạn phải làm cái hình ảnh là bạn sống có kỷ luật hơn, bạn biết tự kiểm soát mình hơn, bạn phải tận hưởng cuộc sống của mình. Thì khi đó, bạn sẽ tạo ra được là bạn là một người rất là đạo đức. Bạn làm mọi thứ là không có để cho mọi thứ kiểm soát bạn, và bạn cũng không kiểm soát ai hết. Một cái tư tưởng đen tối hay phóng túng trong bản chất con người không có thể hiện ở bạn. Thực tế bạn rất là biết thương bản thân mình. Khi đó bạn biết là những gì mà ra lệnh kiểm soát lị tình sẽ không xuất hiện trong trải bài của bạn lần nữa. Có thể bạn đang phải hy sinh về những cái gì bạn đã cố gắng như trước rất là nhiều, nhưng mà bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đánh đổi khi xưa. Khi mà bạn đứng được trên cái đôi chân của mình, tính tự lập, bạn tin tưởng vào khả năng bản thân của mình đối phó được với tất cả các tình huống. Các bạn hãy kiềm chế cái ý định nhờ vả hay sống bám víu vào người khác. Thay vào đó, các bạn phải cần giải quyết cái vấn đề bằng sức của chính mình. Khi đó, bạn sẽ là một cái người rất là thanh tao, nhã nhặn. Bởi vì bạn có thể làm được những điều bạn muốn. Bạn có niềm tin nè, bạn có sự kiên định nè, lòng quyết tâm của bản thân mình. Đến cái thời điểm mà nếu các bạn phát triển, quên được cái nỗi sợ hãi, lo lắng khi xưa, biết buông bỏ, thì tất cả mọi điều tốt đẹp cuộc sống sẽ mang lại cho bạn. Và cái thời điểm đó bạn sẽ tận hưởng tất cả mọi thứ đó. Bởi vì cá nhân cái người này, họ nhìn thấy bạn là một cái người rất là dễ thương. Bạn là một người thanh lịch và tao nhã. Bạn sống biết yêu thương và chăm sóc. Nhưng mà cái bạn lì tình thôi các bạn. Khi bạn vượt qua được tất cả cái này, chắc nhiên là các bạn sẽ phát triển rất mạnh nha. Các bạn nên thực hiện cái lòng biết ơn, trân trọng những cái bài học trong quá khứ. Đừng bao giờ trân trọng cái người làm tổn thương bạn, mà hãy trân trọng cái bài học của người đó tạo cho mình. Khi đó bạn sẽ tránh được khỏi cái vòng lặp là cái người ta đến với mình chỉ làm tổn thương cho mình. Nếu như mình cứ trân trọng cái người tổn thương mình thì vũ trụ nó trao cái người làm tổn thương mình hoài à. Nếu như mình trân trọng cái bài học thì chính cái bài học đó sẽ giúp cho bạn phát triển rất là nhiều. Họ biết là bạn là cái người có khả năng đem cho họ cái tình yêu sâu đậm và ý nghĩa nhất. Và họ hy vọng là bạn sẽ tìm được cái tình yêu thực sự, một cái mối quan hệ giúp các bạn nâng cao lên cái tầm cao mới, một mối quan hệ gắn kết thật sự. Cái thông điệp muốn gửi cho các bạn là hãy nhìn sâu vào trong trái tim của mình. Bạn sẽ thấy được tất cả tấm thân tình của người đó. Cái tình yêu của họ đối với bạn nó sâu như cái đại dương vậy đó. Thấy không, ngay cả thông điệp Oracle nó cũng biến bạn phải tươi cười, sống vui lên, sống tích cực hơn. Các bạn hãy tận hưởng cái tình yêu của cuộc sống này. Bạn hãy mang vào cái năng lượng của vui vẻ và tươi mới vào trong tất cả cái việc bạn làm. Mình mong là các bạn sẽ quên đi những người làm tổn thương mình. Hãy tập trung vào bản thân mình,
phát triển những khía cạnh còn lại trong cuộc sống. Đừng vì một cái việc xấu mà mình bỏ lỡ cái tương lai, bỏ lỡ một cái bức tranh đẹp ở phía sau mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.